Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710, số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Thì mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là kết bạn vào Zalo ha, rồi cho địa chỉ em gửi hàng. Thì trưa ngày hôm nay này, với cái tình hình dịch bệnh này nó rất là phức tạp, thời gian thì cũng khá là rảnh rỗi, em đã soạn ra một được một ít đồ phụ tùng của máy cưa để bán cho mọi người ha. Thì mọi người xem qua đó, có sử dụng được món nào thì ủng hộ cho shop của em nhé. Trong đây thì chỉ có chén thôi, chén chén côn thôi mọi người. Có một bộ nòng 381 này, bê tông này. Bữa bán đầu hỏi thì nay chốt lẹ nhé, chứ không thôi là mất uổng lắm nhé. Đấy. Thì bộ này em sẽ giới thiệu sau. Bây giờ sẽ giới thiệu những cái mẫu chén này trước cho mọi người nhé. Thì có chén 382 này, hai cái chén 381 hai cái nhé, rồi chén Etin 250, 250 250 với 230 nha, Etin đó mọi người. Và một cái là Etin 024 và 026, chén ngắn xài chung hết nha. Rồi thì em sẽ giới thiệu qua bốn cái chén 250 này trước này. Chén 250 này là những cái chén này là chén nguyên rin tháo máy, chưa xài chưa sử dụng ha, chưa có vết chạy luôn. Thì chén này em bán cho mọi người giá 150. Mọi người lưu ý nhé, là chén rin nha mọi người. 150 em chưa bao ship nha. Đó, bình thường thì chén rin này rất là mắc nha, cho nên là mọi người có xài Etin 250 á, mà mua xài chén này á, mà chén chế khế, chén này chạy xích chung này, xích chung là xích lớn là chén này chạy được nha, xích chung chân 320 mini đó mọi người. Bốn cái đấy, bốn cái thì một cái 150 nhé. Đó, chén chế khế thì thực ra nó chạy rất là lâu mòn nha, chạy chạy bền luôn á. Chén này là chén rin luôn nha, chứ không phải là chén lô đâu. Đó, chén nguyên rin của hãng ấy tin luôn nè. Một cái 150 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một cái chén riêng rẻ, đây cũng là một cái chén chế khế luôn. Chén này thì hàng bãi, chén này hàng bãi của Đức nha, chưa sử dụng. Rồi, chén này 200, dành cho dùng cho Estin 024 và 026 nha mọi người, chén riêng luôn nha. Đây, chén riêng luôn. Tiếp theo là hai cái chén của những cái dòng máy Estin lớn này, Estin đi khai thác. Bên này là hai cái 381, bên này là hai cái 382. Hai cái 381 này là một cái 250, một cái 250 ha, còn xài tốt ngon lành hết nha mọi người. Đây, một cái 250 đó. Mọi người muốn mua thêm đủ bộ của nó là nó có một cái đồng tiền nữa nhé. Đây, một cái đồng tiền để kéo xích thì bỏ vào đây. Cái đồng tiền này thêm cho em 20.000 nhé, cái đồng tiền này 20 là thành 270. Đó, bên đây là có một cặp 381 này. Đó, một cặp rồi, chén là còn ngon lành hết, không bể vỡ không hư nha, em bán đồ là còn xài ngon lành hết nha, chứ không phải bán đồ hư luôn nha mọi người. Mọi người mua hàng thì yên tâm. Một cặp bên này là chén 382. Đấy, em có ghi nè, Estin 382 nè, 382 bây giờ nha mọi người. Đó, thì chén này thì em bán 350. 350 là nó sẽ có luôn cái đồng tiền cho mọi người này, nếu mà mọi người không lấy đồng tiền thì nó sẽ còn 330. Chén thì nguyên rin, chén riêng không nha. Đó, những cái chén này xài ngon mà bền, nó không bị bể vỡ như chén lô. Chén lô thì nó hay đang chạy, nó nóng thì nó tức, nó sẽ bị bể ra. Còn những cái chén riêng như thế này á, thì mọi người xài thì nó khó hỏng lắm, trừ cái trường hợp là nó bị tuôn hết cái gai để mà bám vô cái răng đồng tiền. Đó là nó sẽ bị hư thôi. Còn ngoài ra thì nếu mà trước tới giờ ba từ khi 382 ra tới giờ thì em chưa có thấy cái tình trạng mà cái chén 382 pin nó bể nha mọi người. Đó, thì 382 này nó có hai loại, hai cái đó là 350. Thì giá thì em đã báo trên đây hết, thì mọi người xem thì ưng ý thì cứ đặt hàng ha.
Thì những món này nè em sẽ gửi hàng cho mọi người thôi, mọi người cho địa chỉ em gửi hàng rồi. Mọi người muốn thì chuyển khoản hết cho em cũng được, hoặc là nhận hàng thanh toán cũng được. Đó. Rồi cái món cuối cùng là một cái món mà hồi nào giờ nhiều khách hàng đã dặn em quá nhiều, nhưng mà thực chất ra là cái món này nó không có hàng mọi người, không có hàng nha. À, nếu mà hàng mới bây giờ, nếu mà kiếm được cái đời mà nồng trắng như thế này thì không có đâu mọi người. Em bảo đảm với mọi người luôn là 3 triệu một bộ, có khả năng là không có hàng để mọi người mua. Đó. Nếu mà mọi người dùng 381 thì mọi người biết ha. Đây, cái bộ này là bộ rin ha. Đây, bộ rin, bê tông của nó này. Còn khá là đẹp. À, chủ thì xài này, xài kỹ lắm nha mọi người. Ừ. Trái đẹp. Đây là một cái trái. Và cái nòng này thì nó đã đầy đủ rồi. Van xả áp này. Van xả áp, bori và cổ xăng. Đó, nó dính luôn một bộ như vậy ha. Mua về chỉ có việc ráp vào xài thôi. Còn nòng á, thì mọi người có thể nhìn qua nước kiến của cái nòng này. Đây, có thể quay rõ đấy, từng cái nước kiến của nó ha. Đây, bên trong đấy, bao xài luôn. Nòng này nếu mà đúng là xài nhất chuẩn thì mọi người xài phải được 2 năm. Rồi, 2 năm thôi. Giá của cái bộ nòng này là 1,4 triệu. Đó, mọi người chốt lẹ nha. Thì mọi người muốn chốt thì gọi trực tiếp qua số điện thoại của em để cho địa chỉ gửi hàng thôi. Đó, chứ không có nhiều đâu nha. Rồi, thì phụ tùng trưa nay thì có nhiêu đây thôi mọi người. Thì mọi người xem thì ân mua món nào thì ủng hộ cho em nhé. Đó, số điện thoại 034 434 170. Thì bên em có ship hàng toàn quốc. Mọi người chỉ cần đặt cọc qua thẻ cao điện thoại hoặc chuyển khoản, bên em sẽ gửi hàng nhé. À, em sẽ có thêm một cái ít đồ để giới thiệu cho mọi người nữa đây. Giới thiệu cái này nữa là được rồi. Đây là ba cái cùm này là cùm to để gắn vào cho 381, Estin 381 và 382 ha. Đó thì một cái cùm này, giá của cùm này là 90 ngàn nhé, 90 ngàn một cái. Cao su của nó thì nó dạng lắm, nó giật êm tay lắm nhá, nhẹ. Mà cái cùm này thì xài êm nha, êm rất là êm, ngon lắm. Cao su là nó dạng ra chắc chắn lắm mọi người. Mọi người xem nè. Đó. Giật là cái cao su nó giãn ra. Đó. Cho nên là giật rất là êm tay. Thì đó. Thì mọi người xem được thì mọi người lấy ha. Rồi thì clip em ngừng tại đây nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nhé.